Như vậy thì nhịp sống và văn hóa của các tỉnh miền Đông của Việt Nam thì có gì khác so với quê hương của ông, và ông có kỷ niệm nào đáng nhớ với vùng đất và con người nơi đây ạ? Thì như quý vị cũng biết, nếu mà nói về sự khác biệt về văn hóa và lối sống giữa Nhật Bản và Việt Nam thì có lẽ người Việt Nam chúng quý vị cũng biết rất là rõ về nền văn hóa của Nhật Bản, đặc biệt là cái lối sống của giới trẻ Nhật Bản. Thường thì giới trẻ Nhật Bản rất là thích manga, truyện tranh ấy ạ, rồi anime tức là phim hoạt hình, cũng như là game, những cái trò chơi. Và giới trẻ Nhật thường là chú tâm hơn rất là nhiều vào những cái thú giải trí như thế. それに比べますと、このベトナムでは社会の中で、あるいは会社の中で、あるいは家庭の中で、人と人との交流を非常に大切にする傾向が強いというふうに感じています。Tuy nhiên, tôi có điều kiện sinh sống tại Việt Nam, đặc biệt là vùng Đông Nam Bộ, thì tôi có cảm giác là giới trẻ Việt Nam ngoài những cái thú vui cá nhân ra thì rất là xem trọng cái việc giao lưu, cũng như là xem trọng những cái không khí trong gia đình, cũng như là tham gia rất là tích cực vào các cái hoạt động trong công ty hoặc là xã hội nơi mà mình sinh sống và làm việc. 実はですね、2020年会社がスタートしたときに、私たちの会社の中で従業員に会社のルールを作ってもらいました。Và cũng chia sẻ với quý vị là công ty chúng tôi bắt đầu thành lập và đi vào hoạt động vào năm 2020. Và ngay từ đầu chúng tôi đã đặt ra những cái nguyên tắc cho toàn bộ cán bộ công nhân viên là người lao động. それ私たちは会社の中で心のルールの10箇条というふうに呼んでいます。Thì chúng tôi đặt tên là 10 cái nội quy, mà nội quy này nó xuất phát từ trái tim, từ chính cái tâm hồn của mình. その心のルール10箇条のうちの、少しだけご紹介しますと、最初に、美しい心を持つ。Tôi lấy ví dụ như là điều số 1 là phải luôn luôn giữ tâm hồn mình trong sạch và đẹp. それですとか、感謝の気持ちを持つ。Luôn luôn giữ cái tâm thế biết ơn. 自分を磨く、成長させる。Luôn luôn rèn luyện, rèn giũa bản thân và phát triển bản thân. 時間を大切にする。Xem trọng thời gian. それから日々、毎日反省して、そしてより良い明日を目指す。Luôn luôn nhìn lại bản thân mình và luôn luôn hướng về một ngày mai tươi sáng hơn. そういったルールをですね、これ従業員が作ってくれたわけですけど、それを見て私自身も、それから日本から来た幹部もとても恥ずかしい思いをしました。Và tôi cũng chia sẻ luôn đây là 10 cái quy định nội quy của công ty chúng tôi, không phải là do ban lãnh đạo, ban tổng đốc hay là công ty mẹ ở Nhật Bản nghĩ ra, mà đó là tổng hợp của tất cả những cái ý kiến đóng góp của cán bộ công nhân viên người lao động tại Việt Nam. Và khi chúng tôi chọn lọc ra thành 10 cái nội quy như vậy thì bản thân người Nhật chúng tôi cũng cảm thấy rất là xấu hổ khi mà bản thân mình cũng chưa có thể nào mà tạo ra được những cái suy nghĩ như vậy so với người lao động Việt Nam. これ、従業員のですね、おじいちゃんやおばあちゃん、それからお母さん、お父さんが彼らに教え続けてきたことだと理解しています。Và tôi hiểu rằng
những cái 10 cái nội quy mà cán bộ người lao động Việt Nam của chúng tôi, công ty chúng tôi tạo ra như vậy, chắc chắn đó là tích lũy từ những cái kinh nghiệm sống, và đặc biệt đó là cái sự thừa hưởng cái nền giáo dục từ chính bố mẹ, ông bà, những người đi trước, những cái thế hệ đi trước của người Việt Nam. そういったルールをですね、家族、私たち会社がみんなで、それに従ってやれば必ず会社は良くなる、発展するというふうに確信しています。Và chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng khi người lao động Việt Nam trong công ty chúng tôi đã xác tín những cái điều như vậy thì chắc chắn nó sẽ giúp cho công ty phát triển, xã hội phát triển.